Sau đây là phần tin Việt Nam được mở đầu với Quỳnh Anh. Hãng hàng không Bamboo Airways chuẩn bị sẵn sàng đưa công dân Việt Nam ở Ukraine về nước. Thưa quý vị, ngày 27 tháng 2, bà Hương Trần Kiều Dung là Phó Chủ tịch Thường trực FLC, kiêm Phó Chủ tịch Bamboo Airways cho biết, hãng hàng không này đã chuẩn bị các phương án để vận chuyển công dân Việt Nam tại Ukraine hồi hương theo chỉ đạo từ cơ quan chức năng. Theo bà Kiều Dung, khi những xung đột võ trang đầu tiên nổ ra tại Ukraine, Bamboo Airways đã dự trù phương án để tham gia vận chuyển người Việt hồi hương ngay khi có thể, ngay khi có các chỉ đạo và phân công từ phía chính phủ và các bộ ngành. Hiện có khoảng 7.000 người Việt đang cư trú tại Ukraine. Trước đó, Cục Hàng không đề nghị các hãng hàng không Việt Nam rà soát lựa chọn các đường bay thay thế, bảo đảm bay tránh các khu vực đường bay bị đóng cửa, hạn chế khai thác bởi chiến sự Ukraine. Văn phòng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO, khu vực châu Âu, Bắc Đại Tây Dương, thông báo đóng cửa không phận tại Moldova, Ukraine và một phần vùng thông báo bay của Cộng hòa Liên bang Nga. Đại diện cho các hãng hàng không Việt Nam khai thác chuyến bay đến châu Âu đều cho biết đã chủ động né không phận Ukraine, Belarus khi quan hệ giữa Nga và Ukraine căng thẳng. Có 17 người chết trong vụ bị lật cano tại cửa đại Hội An. Có 17 người bị thiệt mạng trong vụ lật chiếc cano ở khu vực biển Cửa Đại thuộc thành phố Hội An vào trưa ngày 26 tháng 2. Vào sáng ngày 27 tháng 2, thì chính quyền phường Cửa Đại, thành phố Hội An cho biết là ngoài thi thể của 13 người được xác nhận trước đó, thì lực lượng chức năng đã tìm kiếm thêm được 2 thi thể trong vụ chìm cano trên vùng biển Cửa Đại. Sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, thì đến 14 giờ ngày 28 tháng 2, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng. Và tin tức từ báo chí trong nước đã xác nhận vụ tai nạn này là từ các giới chức địa phương. Theo đó, thì chiếc cano chở 39 người, bao gồm 36 khách du lịch nội địa và 3 thuyền viên, đã bị sóng đánh chìm khi còn cách bờ biển Cửa Đại khoảng 2 km. Trong đó thì có 22 người được cứu sống. Chiếc cano chở khách ra thăm viếng Cù Lao Chàm và đang trên đường trở về Hội An. Chiếc cano này do ông Lê Sen làm thuyền trưởng và thuộc công ty du lịch Phương Đông tại thành phố Hội An. Và trong những ngày qua thì biển động mạnh và có gió to tại khu vực biển Cửa Đại. Việt Nam đã cho tái khởi động ngành du lịch nội địa vào đầu tháng 2 vừa qua sau khi phải đóng cửa do dịch bệnh COVID-19. Và phố cổ Hội An đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào hồi năm 1999. Du khách cả nội địa và quốc tế đã bị thu hút bởi những kiến trúc đặc trưng và bãi biển cát đẹp của nơi này. Tin Việt Nam tiếp theo, nhà báo độc lập Lê Hữu Minh Tuấn bị tuyên y án sơ thẩm 11 năm tù giam. Thưa quý vị, phiên tòa phúc thẩm của Tòa án cấp cao tại thành phố Sài Gòn xét xử nhà báo độc lập Lê Hữu Minh Tuấn diễn ra vào sáng ngày 28 tháng 2 với kết quả y án sơ thẩm 11 năm tù giam. Ông Tuấn, năm nay 33 tuổi, là biên tập viên của trang Việt Nam Thời báo của Hội Nhà báo Độc lập, một tổ chức báo chí do những cá nhân ở Việt Nam lập ra, không được nhà nước công nhận. Đài Á Châu Tự Do dẫn lời luật sư Đặng Đình Mạnh, người bào chữa cho ông Tuấn, cho biết ông Tuấn cho rằng mình bị oan, chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội theo Điều 25 của Hiến pháp. Việc của Tuấn là chỉ có phản biện chính sách xã hội. Về phần họ, cơ quan công tố thì cho rằng những hành vi của Tuấn là vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền và của đảng, nhà nước, cho nên cơ quan công tố đề nghị tuy y án sơ thẩm. Về phần luật sư thì có chỉ ra những cái sai không đúng về mặt tố tụng, giám định cũng sai. Ví dụ, họ giám định cả những bài báo trước thời điểm ngày 1 tháng 1 năm 2019 và họ cho rằng những bài báo đó là vi phạm pháp luật, vi phạm luật an ninh mạng. Tuy nhiên, trên thực tế thì thời điểm ngày 1 tháng 1 năm 2019 thì luật an ninh mạng mới chính thức có hiệu lực. Theo luật sư Mạnh, với việc sử dụng những bài báo viết trước thời điểm này để truy tố ông Tuấn thì tòa án đang áp dụng nguyên tắc hồi tố pháp luật
và điều này là sai trái. Ông Tuấn bị bắt giam hồi tháng 6 năm 2020 và ra tòa cùng với hai lãnh đạo khác của Hội Nhà báo Độc lập là ông Phạm Chí Dũng và ông Nguyễn Tường Thụy, một blogger của đài Á Châu Tự Do. Trong phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 1 năm 2021, Chủ tịch Hội Phạm Chí Dũng bị tuyên đến 15 năm tù giam, Phó Chủ tịch Hội Nguyễn Tường Thụy bị tuyên án 11 năm tù giam dù đã trên 70 tuổi vì các bài viết ôn hòa của mình. Hai ông không kháng cáo bản án sơ thẩm vì cho rằng kháng cáo cũng không thay đổi được gì và sau đó bị chuyển đi thi hành án. Đồng bằng sông Cửu Long bị xâm nhập mà nước mặn đang chuẩn bị tăng cao. Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp cũng như là Phát triển Nông thôn đưa ra dự báo là việc xâm nhập mặn ở tại đồng bằng sông Cửu Long sẽ tăng cao từ ngày 1 cho đến ngày 10 tháng 3, nhưng mùa khô năm nay không quá nghiêm trọng như năm ngoái. Và Tổng cục Thủy lợi cho hay việc xâm nhập mặn ở tại đồng bằng sông Cửu Long có khuynh hướng tăng theo chiều cường vào đầu tháng 2 âm lịch, với ranh giới có thể từ là 35 cho đến 50 km tại các cửa sông Cửu Long và từ 55 cho đến 65 km trên sông Vàm Cỏ. Tuy nhiên thì Tổng cục Thủy lợi cho rằng từ tháng 4 năm 2022, mức xâm nhập mặn có chiều hướng giảm dần. Ông Lương Văn Anh là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi cho biết là qua theo dõi nguồn nước thượng nguồn đổ về thì dự kiến là trong tháng 3, đồng bằng sông Cửu Long sẽ có mức độ chiều cường lớn nhất của mùa khô năm nay. Và theo Tổng cục Thủy lợi thì dòng chảy trên thượng nguồn sông Mekong tại trạm Krati ở bên Cambodia và dòng chảy đầu nguồn sông Cửu Long tại Tân Châu và Châu Đốc An Giang trong tháng 2 thì đều có xu thế giảm. Cũng trong ngày 28 tháng 2 thì Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cho biết là mực nước các trạm trên dòng chính của sông Mekong biến đổi chậm và ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm, từ 0.1 cho đến 1 mét. Trước đó, thì ngày 7 tháng 2, Viện Khoa học Thủy lợi ở miền Nam trong bản tin dự báo nguồn nước đồng bằng sông Cửu Long, thì cho rằng đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị mặn xâm nhập sớm vào đầu mùa khô năm 2021-2022 do các đập thủy điện ở tại Trung Cộng hạn chế xả nước, đã khiến cho dòng chảy về khu vực này bị giảm mạnh. Không khí tại nhiều nơi ở Hà Nội ô nhiễm nặng. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 2, các ứng dụng quan trắc chất lượng không khí ở Hà Nội cho thấy nhiều điểm ở mức đỏ có hại, thậm chí có điểm ở mức nâu tức là nguy hiểm. Tất cả mọi người có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Theo đó, vào lúc 9 giờ cùng ngày, ứng dụng VN Air của Tổng cục Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường ghi nhận cả hai điểm quan trắc tại Hà Nội đều ô nhiễm. Điểm 556 Nguyễn Văn Cừ tại quận Long Biên, không khí ô nhiễm ở mức đỏ. Những người bình thường bắt đầu có các ảnh hưởng tới sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể gặp những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn. Điểm Chi cục Bảo vệ Môi trường thuộc quận Đống Đa ở mức màu cam. Trên ứng dụng Air Visual, sản phẩm của tổ chức IQ Air sở hữu lượng dữ liệu tổng hợp rất lớn về chất lượng không khí, có trụ sở chính tại Thụy Sĩ, thì hầu hết tại các điểm quan trắc ở Hà Nội đều ô nhiễm ở mức đỏ. Đặc biệt, điểm quan trắc tại Happy House Garden thuộc quận Hoàng Kiếm và Tô Ngọc Vân ở quận Tây Hồ ở mức màu tím, rất có hại cho sức khỏe. Theo các chuyên gia môi trường, ngoài các tác động của thời tiết, để ngăn ngừa và kiểm soát được hiện tượng ô nhiễm không khí, phải giảm được lượng khí hydrocarbon và nitrogen oxides thải ra từ động cơ xe, quá trình sản xuất công nghiệp, người dân có thể thực hiện một số biện pháp đơn giản, gồm trồng cây xanh, tránh ở ngoài khi trời nắng nóng, oi bức. Dựng rạp để diễn trò bán những lô đất nền. Mạng xã hội Facebook vào hôm 21 tháng 2 thì xuất hiện clip dài hơn 4 phút ghi lại cảnh các vị lãnh đạo và nhân viên của một công ty bất động sản đang tranh nhau bán các lô đất nền. Những lô đất liên tục được xứng tên đã có chủ giữa một bãi đất trống. Gần đó thì thấy xuất hiện hàng chục chiếc xe được đậu thành hàng khá hào nhoáng. Nhân viên của công ty bất động sản đã mặc vest, tay thì cầm cặp da và sổ đỏ,
chạy đi chạy lại quanh khu lều bạt dựng ở ngoài trời để mà thông báo với người dẫn chương trình là các lô đất nền đã có người đóng tiền đặt cọc. Trong tiếng nhạc in ỏi thì người dẫn chương trình đã dùng loa thông báo là những lô đất đã có khách đặt tiền cọc. Và buổi bán đất nền này đã được diễn ra vào ngày 20 tháng 2 trên địa bàn tổ 5 ấp Đồi Đá, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Đến ngày 21 tháng 2 thì đoạn clip bán đất này được bắt đầu lan truyền trên cộng đồng mạng. Và công ty dựng rạp tổ chức bán đất là tập đoàn Địa ốc Nam Khương, có trụ sở tại phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Và ngay sau khi đoạn clip được đưa lên thì đã bị nghi đây là cảnh diễn trò để tạo ra những cơn sốt đất ảo. Nhiều năm kinh doanh bất động sản ở tại Bình Phước thì ông Phan cho biết là clip bán đất này là hình thức diễn trò nhằm để mà đặt những đơn hàng liên tục của môi giới, nhằm hình thức là giống như là lùa gà để mà câu khách ở thị trường vùng ven. Mỗi khi bắt đầu ra sản phẩm mới thì các doanh nghiệp đều có những chiêu thức riêng để mà dẫn dụ khách hàng. Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin chiều nay của Huỳnh Việt TV. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Ngọc Chị và Quỳnh Anh sẽ được kính hẹn lại vào bản tin kỳ tới cũng trên Hồ Việt Television. Chúng tôi xin thân ái kính chào tạm biệt quý vị.